Gió đưa cảnh trúc la đà, khối nào đông nhất, đích thị là khối marketing. Nhân dịp đại hội Phương Đông Idol, hãy cùng nhìn lại các team của khối marketing Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nha. Đội sáng tạo, đội năng động, đội thực chất, team sản xuất. Đội anh hùng bàn phím, đội chăm chỉ, đội tháo mát, team trưởng trang. Đội nhạy bén, đội nhanh nhẹn, đội chốt phút 1, team sale online 1. Đội nhiệt tình, đội siêu năng, đội xinh gái, team sale online. Đội năng nổ, đội vui vẻ, đội tiến rất xa, team sale online 3. Đội hoạt bát, đội tận tâm, đội khiêm tốn, team sale online 4. Đội cân mẫn, đội nhiệt tình, đội nhanh nhảu, team sale sau. Đội thân thiện, đội bậc nhất nhà. Người kỷ luật, người lỗ lực, người đi làm sớm nhất nha, là sếp chúng ta. Với marketing.